vùng da dưới cánh tay có màu thâm sạm chính là điều khiến nhiều chị em tự ti không dám diện những bộ trang phục thoải mái. Vì vậy, ngày nay có rất nhiều spa cung cấp các dịch vụ trị thâm nách an toàn và hiệu quả. Liệu trị thâm nách ở đâu hiệu quả? Nhưng trị thâm nách ở spa có tốt không? Hãy cùng shop mình giải đáp thắc mắc để chị em yên tâm và sử dụng sản phẩm nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Bạn có thể tìm đến những cơ sở spa trị thâm nách uy tín, được nhiều người giới thiệu hoặc xem trên các nhóm diễn đàn làm đẹp. Thường thì tại những cơ sở spa đều có trị thâm nách, nhưng không phải đơn vị nào cũng biết cách làm và làm đẹp an toàn được, nên bạn nhớ tìm hiểu kỹ trước khi đến. Thường thì phí điều trị thâm nách ở các spa rất cao và cần rất nhiều thời gian, có nơi không uy tín thì họ vẽ ra để lấy tiền của khách. Những nơi uy tín thì thường có phí chữa trị thâm nách khá là tốn kém và mất nhiều thời gian nữa. Bạn có tiền có thời gian thì không sao, chứ điều trị giữa chừng không dứt khoát thì có khi lại khiến nách bị thâm nhiều hơn. Và ở spa thì họ vẫn sử dụng một số loại kem trị thâm nách chuyên dụng, trên thị trường có bán đầy ra, chỉ là họ không cho bạn biết đó là kem gì thôi, nên bạn có thể tìm mua những loại kem trị thâm nách có hiệu quả và dễ dàng sử dụng tại nhiều được như kem Quinix chẳng hạn. Có rất nhiều phương pháp điều trị thâm nách tại nhà như sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên. Thế nhưng đa số các phương pháp này đều không mang lại hiệu quả như mong đợi. Trong khi đó, đến spa trị thâm nách đang được nhiều chị em lựa chọn bởi độ an toàn và hiệu quả mang lại. Điều trị thâm nách tại các spa không chỉ giúp phục hồi, tái tạo làn da mà còn hỗ trợ khử mùi hôi cơ thể cực tốt. Ngoài ra, các spa trị thâm nách cũng có quy trình điều trị vô cùng chuyên nghiệp giúp bạn vừa thư giãn lại có thể yên tâm tuyệt đối khi điều trị. Nhưng mà điều trị thâm ở spa thì lại gây tốn thời gian cho các chị em và phải chi nhiều tiền cho phương pháp điều trị này. Thế nên, hiện nay thị trường đang cho ra đời dòng sản phẩm trị thâm Quinix, là một loại kem trị thâm rất hiệu quả để làm trắng nách, tẩy thâm đen và loại bỏ các đường màu đen ở làn da dưới cánh tay, làm giảm mùi cơ thể đồng thời mang lại hiệu quả trắng và làm đều màu da. Trị thâm hiệu quả, mà không cần phải đi đâu xa hay tốn quá nhiều tiền mà vẫn có một làn da trắng sáng và mềm mại nhé. Kem trị thâm nách Quinix hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị thâm nách Quinix hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.